Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu bộ trang phục cưới của người phụ nữ Chăm Islam ở vùng Nam Bộ. Thì bộ trang phục nó gồm những cái bộ phận và những cái tiểu tiết nào? Thì bây giờ mình bắt đầu vào ha. Trước tiên là cái phần được đội ở trên đầu. Nó bao gồm là ba cây trâm. Ba cây trâm này có hình dáng là mái vòm của thánh đường Hồi giáo Islam, và phía dưới là nó có hai hình tam giác biểu tượng cho những cái mái nhà sàn của người Chăm, và hai cái hình tam giác này là nó được nối liền kề nhau biểu tượng cho sự đoàn kết của những cái thôn làng của người Chăm ở vùng Nam Bộ. Và cái hình tam giác này nó sẽ ở dưới cái phần mái vòm của thánh đường biểu tượng cho sự bảo hộ của thánh đường, hoặc là bảo hộ của tôn giáo, hoặc là bảo hộ của thượng đế Allah đối với những cái tín đồ người Chăm Islam. Phần thứ hai là cái phần vương miện ở phần phía trán được đắp vào nó như thế này. Và cái phần thứ ba là cái một gồm có một cái tấm vải để mà che tóc, mà người Việt thường hay gọi là khăn matara, còn người Chăm thì gọi là khăn ma om. Đó là những cái bộ phận được gắn ở trên đầu của bộ trang phục cưới của người phụ nữ Chăm Islam Nam Bộ. Tiếp theo là phần thân áo. Thì thân áo ngày xưa được may bằng chất liệu là lụa tơ tằm Tân Châu. Đây mình cũng may bằng lụa tơ tằm Tân Châu. Và sau này vào những khoảng những năm 50 á, thì người ta đổi cái chất liệu, người ta thường may bằng chất liệu vải nhung. Nhưng mà đúng nguyên bản thời xưa thì được may bằng lụa tơ tằm Tân Châu. Và hầu như sẽ được may bằng màu đỏ tươi như là trong hình. Cái này là mình phục chế lại đúng nguyên bản. Tại vì ngày xưa người Chăm, người phụ nữ Chăm mà khi còn con gái, họ sẽ mặc áo màu xanh lá cây, và khi mà về già thì họ mặc áo màu đen là phổ biến nhất, và một số ít thì màu trắng, nhưng mà khi cưới họ sẽ mặc màu đỏ thẫm như thế này. Và cái kiểu dáng của chiếc áo dài này là đúng kiểu dáng truyền thống nguyên bản của người Chăm. Thì cái phần cổ áo là sẽ được may bằng những hàng nút, nó sẽ dài tới đây. Và cái phần này là phần nút này có thể kết lại nha, có thể đóng lại. Nhưng mà tại vì mà nó canh này nó hơi bị lớn nên không có đóng lại được, nó phải đóng ở đây. Thường á, nếu mà những cái chiếc áo dài với cái kiểu dáng này mà không phải làm mặt cho đám cưới á, thì cái phần nút này người ta sẽ đôm thêm những cái hàng nút bạc, hoặc là nút vàng, hoặc là nút đồng theo cái điều kiện kinh tế của mỗi gia đình ở phía đây. Thì cái phần phía dưới áo á, thường là sẽ được may rộng ra hình chữ A, may rất là rộng để mà việc đi lại nó được dễ dàng. Và hai bên sườn sẽ được kết vải, sẽ được kết thêm hai miếng vải đây. Sẽ được kết thêm hai miếng vải để mà tạo sự thông thoáng và thuận tiện cho người mặc. Đó là cái chiếc áo dài. Và cái phần phía ngực á, thì sẽ được đan cái dây chéo qua hai bên. Thì cái dây này nó có ý nghĩa là chữ lầm, hoặc là người Chăm gọi là lầm kada trong hệ thống chữ Ả Rập, hoặc là chữ trong thiên kinh Quran của đạo Hồi giáo Islam. Thì theo cái đức tin và tín ngưỡng của người Chăm xưa, người ta tin là cái chữ này á, là nó sẽ ngăn quỷ hoặc là những cái điều xấu có thể xâm nhập vào cái người mà đang thực hành cái nghi lễ mà quan trọng nhất của một đời người. Thì mang cái này là nó sẽ tránh được những cái điều đó, theo những cái đức tin của người Chăm xưa ha, họ tin như vậy. Và cái phần phía dưới là cái dây đai. Thường thì có hoặc là không có cũng được. Thì sẽ có một cái dây trang trí được thả từ phía trên này xuống,
xuống dưới này, là nó là cái dây này. Tùy theo từng người ha, họ thả ngắn hoặc là dài. Ở đây mình làm rất là dài đúng theo cái nguyên bản. Thì phần cổ, phần trang sức á, thì thường thường là sẽ được đeo rất là nhiều trang sức, đeo kính hết phần ngực luôn, trang sức vàng đeo kính hết phần ngực luôn. Và ở đây mình cũng trang trí bằng những cái trang sức theo những cái kiểu dáng truyền thống của người Chăm, kính cái phần ngực đây. Và cái phần phía dưới chân vái á, thường là sẽ được mặc bởi thổ cẩm, người ta gọi là khanh thuần. Đây là cái cổ thổ cẩm mà hầu như là ngày nay đã bị thất truyền và không còn ai biết dệt nữa. Nó được dệt bằng những sợi vàng, mà vàng này là vàng giả nha các bạn, đang xen cùng những sợi tơ tằm. Ví dụ như ở phần này là mình thấy là tơ tằm, và phần này là phần sợi chỉ vàng được dệt để mà làm nổi lên những cái hoa văn bông hoa này. Thì theo truyền thuyết ngày xưa, thời vua chúa, thì cái cách dệt này á, thì người ta sử dụng vàng thật nha, người ta dùng những cái sợi tơ tằm và người ta phủ theo cái công thức ngày xưa, người ta phủ vàng lên những cái sợi tơ tằm đó và người ta dệt lên thành những cái hoa văn này. Nhưng mà cái tấm vải này là cái tấm vải về sau nha, nó được dệt bằng những cái sợi vàng mà vàng kim tuyến, vàng giả không phải, chứ không phải vàng thiệt. Nhưng mà cái kiểu dệt này và cái loại thổ cẩm này thì ngày nay cũng đã bị thất truyền rồi các bạn, nó không có còn nữa. Đây, bây giờ mình sẽ xem lại tổng thể ha. Trang phục cưới của người phụ nữ Chăm Islam ở vùng Nam Bộ.